Hello anh em và chào mừng anh quay trở lại với channel của mình, và là mình đã xanh xanh đây. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi review một cái sự kiện nó ra cách đây gọi là rất là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay mình mới nói. Đó là một cái sự kiện gọi là Cổm tử đoạt thưởng. Thì cái sự kiện này thì nó rất là đơn giản luôn. Anh em chỉ cần nộp tiền vô thôi. Và anh em gọi là đoạt thưởng thì nó sẽ chạy qua những cái gọi là cái kho này nè để cho nó có quà. Thì mỗi lần anh em nộp 20.000 nó sẽ cho anh em một cái quả, một cái bom như thế này nè. Rồi anh em thả ra anh em chạy thì nó sẽ random. Tuy nhiên là nó không bu giờ nó ra được cái này cả. Anh em nộp gọi là gọi cái gì đây? Thời gian sử dụng 25 ngày à. Gọi là sao ta? À là anh em nó random ra cái nhẫn này nha, ra cái vàng này nha. Thì nói chung là nó rất là khó luôn. Anh em nộp tầm khoảng tầm 4 triệu à. Mình nghĩ là mình anh em nộp 4 triệu là chắc chắn nó sẽ ra được cái nhẫn này. Còn nếu mà 4 triệu nó không ra thì do là anh em đen quá. Nói chung là nó ra cái này rất là khó. Cho nên là anh em đừng có mơ mộng gọi là quay ra mấy cái này anh em ạ. Cùng lắm nó hay lắm anh em có thể ra được cái này nè. Cùng lắm anh em hay lắm anh em ra được một cái đồ trong bị bê thôi. Còn lại rất là khó, cho nên là anh em đừng có đầu tư. Thì nói chung là cái hộp này mình mới mua cho ông anh kia. Thì hôm nay ông bảo là mình nộp giùm cho anh 500G. Ok, mình sẽ nộp thêm 10.000 nữa đi. Thêm 10.000 nữa cho nó có thêm một cái cổm tử quân nữa cho nó chạy chơi vậy đó. Để mình cũng với anh em test chơi. Chứ từ hầu giờ mình cũng chưa bao giờ mà mình quay cái này cả anh em ạ. Thật sự nó rất là tốn kém. Cho nên là mình cũng chưa bao giờ quay cái này, cho nên là hôm nay mình sẽ cùng với anh em test luôn nha. Còn đăng video của mình đi thì đôi khi nó có quảng cáo, anh em xem ủng hộ mình. Thì nói chung là anh em thì cái kênh của mình cũng đâu có như bao nhiêu người đâu anh em. Anh em xem thì nói chung là kiểu có quảng cáo kiểu ủng hộ mình thôi. Chứ xem một cái quảng cáo thì cũng đâu bao nhiêu tiền, nhưng mà kiểu như tích dần anh em ạ. Kiểu như mình gọi là góp gió thành bổ, tích tiểu thành đẻ anh em ạ. Nên là anh em nào thích thì cứ gọi là kiểu ai đó, kiểu cứ xem quảng cáo giúp mình là được. Còn anh em nào mà kiểu muốn ủng hộ thêm thì cứ cứ sao ta. À, anh em nào muốn ủng hộ thêm và có nhu cầu mua ọt hoặc là cày thuê thì liên hệ mình nha. Link Facebook cũng như Zalo mình để phần mô tả. Lâu lâu mình quảng cáo tí anh em ạ. Ok. Giờ mình sẽ nộp thêm 10.000 nữa cho nó gọi là được thêm hồi nhắn tin này mình không rep nha anh em. Tí nữa mình rep. Thì mình nộp thêm cho nó có thêm một cái cổng tử quân để mình chạy nữa. Ok, chúng ta sẽ chạy và chúng ta sẽ được một cái gì đó, hy vọng nó sẽ ra một cái gì đó ngon lành. Thì nếu mà nó ra 300G thì nó sẽ lời. Mình nghĩ là nó sẽ ra 100G này, 150, 200G thôi, 200G là hết nắc rồi. Mình nghĩ nó sẽ ra ba cái ô này. Anh em sẽ cùng mình gọi là đón xem nha. Bởi vì nó ha random ra mấy cái ô trên này lắm. Còn mấy cái ô gọi là có giá trị gọi là cô thì nó rất là khó ra. Này 400G thì nói chung là không thể nào mà ra được, bởi vì là làm sao nó quá là gọi là xịn. Ok, mà sẽ quay một phát đầu tiên nó sẽ chạy giao ta. Hello. Ôi, huề vóng anh em ạ. Sau với việc anh em nộp khuyến mãi 100% ấy thì cái này là huề vóng. Ok. Sau khi nhận thì anh em sẽ trở lại vị trí ban đầu chứ không phải là đậu xanh. Chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục chạy với con đó tiếp vào những ô tiếp theo đi mà. Và gọi là sẽ có tốm 7 bất cức và 1 bất cơm. Thì bất cơm nó đang nằm ở bên ô số tốm này. Thì bất cơm này khó ăn quá. Thì nó sẽ random ra bất cức. Và bất cức nào ngon, bất cức nào dở thì chúng ta cùng đoạt thưởng nha. Chúng ta là lũa anh em ạ, đây là lũa đấy. Đây là lũa. Chúng ta đã bị lỗ 100G khi mà giống như là nộp khuyến mãi. Nếu mà nộp khuyến mãi thì kiểu ngon hơn. Tuy nhiên là chúng ta đã quay được 100G cộng thêm đó là những cái thứ rác rưởi này. Nhưng tụi mình cũng không biết là những cái thứ đó để làm gì nữa. Hoặc thì nó quá mạnh rồi. Chúng ta sẽ random tiếp theo một pha gọi là đoạt thưởng cuối cùng. Hy vọng nó sẽ ra một cái thứ gì đó rất là xịn sò. Một bát cơm dành cho đậu xanh tiên sinh. Hello. Và xin chúc mừng đạo xanh tiên sinh đã không có một cái bát cơm nào ở đây cả. Và anh gọi là
Ok. Ok thì vừa rồi mình đã gọi là chơi random cộng tử đoạt thưởng cho anh em xem. Thì cảm ơn anh em đã xem hết video này của mình, và đi thứ hai xin một like và đăng ký kênh. Thì phía sau là một hai trận đánh nhân mã của mình kèm phía sau, thì hy vọng anh em sẽ xem và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Mình chỉ nộp xương xương cho chủ ọt như thế thôi, chứ mình không có gọi là nộp đam mê cho nhiều, anh em hiểu không? Thank you anh em nha. Bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Thank you.